Kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa. Hôm nay, ngày 21 tháng 8 năm 2024, thứ tư, tuần thứ 20 thường niên, Thánh Pio X, Giáo Hoàng, lễ nhớ. Chích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Công bằng và nhân hậu. Mỗi người được sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh khác nhau. Sự khác biệt ấy làm nên tính đa dạng và phong phú trong cộng đồng nhân loại. Bởi thế, thái độ hay so sánh mình với người khác hẳn là không phù hợp. Trong dụ ngôn Đức Giêsu kể, những người làm nhiều giờ ghen tức với những người mới làm vì ông chủ trả lương như nhau. Tuy nhiên, ông chủ không hề bất công với họ. Ông đã trả cho họ theo đúng thỏa thuận ban đầu. Hơn nữa, ông chủ có toàn quyền quyết định trả lương cho những người đến làm sau tùy theo ý của mình. Những tín hữu đã theo đạo lâu năm đôi khi cũng có thái độ hiềm khích, đố kỵ với những người tân tòng mới gia nhập hội thánh. Thái độ ấy hẳn nhiên là không tốt đẹp chút nào. Thực vậy, Thiên Chúa là đấng công bằng và nhân hậu với tất cả mọi người, trước cũng như sau. Điều quan trọng là không phải ta làm được những gì, nhưng là tình yêu và thiện chí của ta dành cho người ra sao. Qua lời chuyển cầu của Thánh Pio X, xin Chúa đổi mới não trạng hẹp hòi của chúng con, hầu cảm nhận được sự công bằng và nhân hậu vô biên của Chúa. Amen.